Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 8 tháng 5 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm một clip để giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc những mẫu giường ngủ hay còn gọi là giường cưới với những chất liệu là gỗ gụ, gỗ hương và gỗ gõ đỏ. Trong clip này chúng tôi giới thiệu rất nhiều mẫu giường ngủ cho quý vị tham khảo đây. Đầu tiên là chúng tôi giới thiệu trước giường hoa hồng. Và đốc cao là chúng tôi chạm trái tim và hoa lan tây. Chiếc giường hoa hồng này có kích thước là 1m8 2m. Bình thường thì thông số của giường thì chúng tôi làm 1m6 2m hoặc 1m8 2m hoặc 1m8 2m2. Như chiếc giường này là chúng tôi làm 1m8 2m. Toàn bộ phần vai là chúng tôi làm 5 phân và rộng là 30 phân. Đốc cao chúng tôi làm cao 1,5 m và độ dày là dày 8 phân. Thì quý khách nếu có đặt dày hơn thì nó có loại 10 phân và 12 phân thì giá thành nó sẽ cao hơn. Ngày tôi giới thiệu chi tiết rất nhiều mẫu giường cho quý vị tham khảo. Và toàn bộ giát là chúng tôi làm giát nan to. Chiếc giường đầu tiên là chiếc giường hoa hồng. Và chúng tôi giới thiệu tiếp đây là những chiếc giường tiếp theo. Các bạn nam xem đây là chiếc giường cổng vòm hay còn gọi giường hoàng đế. Bằng chất liệu gỗ gụ. Và đây là chiếc giường hoa lan tây. Chiếc giường hoa lan tây đặt giữa hai chiếc giường hoàng đế đây. Đều kích thước là 1m8 2m. Thì quý vị nào nhà rộng, quý vị có thể đặt lên 1m8 2m2 hoặc là 2m 2m2. Đấy là tùy theo yêu cầu của quý khách. Hoặc là đốc dày 10 12 phân. Nó là do yêu cầu của từng quý khách một. Thì quý khách ưng mẫu sản phẩm nào, quý khách có thể chụp hình ảnh lại gửi qua Zalo 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá thông số kỹ thuật từng chiếc một được cụ thể hơn. Đây là chiếc giường hoa hồng chám mai. Chúng tôi vừa mới tháo lát giường ra để quý vị có thể hình dung được. Toàn bộ lát giường là đặt trên 7 thang. Đây một mẫu nữa là một mẫu giường chữ X đây, cũng bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Kích thước 1m8 2m. Vì sao gọi là giường chữ X thì quý vị có thể thấy được đốc thấp và đốc cao đấy. Chúng tôi chạm chữ X xì đấy thì có tên gọi là giường chữ X hoặc là giường Hàn Quốc. Còn phía ngoài cùng đây là chúng tôi đang giới thiệu đến chiếc giường bọc đệm. Toàn bộ phần đệm là chúng tôi làm rỗng để bọc đệm. Còn phần gỗ là chúng tôi chạm hoa lan tây. Quý vị có thể xem được ở giữa chạm hoa hồng. Và đây là ba mẫu giường mới nữa là giường chữ X bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, cũng là kích thước 1m8 2m. Toàn bộ phần vai là chúng tôi làm dày 5 phân và rộng là 30 phân. Phần giát giường chúng tôi làm nan to. Và hai chiếc ngoài là chiếc giường Louis hoa hồng và chiếc giường hoàng gia thì lát tôi giới thiệu sau. Quý vị có thể về làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được những sản phẩm này tận mắt. Đây là chiếc giường Louis hoa hồng, khác với chiếc giường hoa hồng lúc đầu tiên tôi giới thiệu. Vì toàn bộ đây là phần chân cũng đục hoa hồng. Và vách cao là chúng tôi đục chạm hoa lan tây. Thông số của chiếc giường này rất là khủng, đốc thấp và đốc cao dày 10 phân. Và đốc cao là cao 1m6. Rồi chiếc giường này cũng được chúng tôi cải biên rồi. So với chiếc giường Louis hoa hồng mẫu cổ ngày xưa. Và kế bên đây là tiếp nữa là một mẫu giường hoàng gia cũng bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Đốc cao là cao 1m67, dày 10 phân
liền khối. Thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684 để quý vị có thể đặt hàng. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Trong video này chúng tôi giới thiệu tổng thể rất nhiều mẫu giường ngủ cho quý vị để có thể tham khảo. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.